nhiều đất cho họ mang lại lợi ích cho nhiều. Dân tộc ta tròn 92 mùa xuân, tràn đầy ước vọng. Một mùa xuân ái của các nhà quản lý. Chỉ nhìn cho hai múi thôi nha, nếu nhìn cả năm nó dài. Cảm ơn giáo sư Đồng Hồng Võ. Vậy thì quan điểm của ông chúng ta thấy rằng cái hiện tượng mà người nông dân mà người ta bỏ đất hoang ấy là một cái hiện tượng rất đáng suy nghĩ, và tôi cho rằng đây là một cái tình trạng rất đau xót.